Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng vào sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh Đúc Càng Phát Triển. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 thì em xin hãy giới thiệu tiếp đến các bác một chiếc đọc cassette của hãng Soli với model là TC186SD. Cái chiếc đồ này được sản xuất năm 1979. Nó sở hữu size ngang của nó là 39 cm, chiều cao của nó là 15 cm và chiều sâu của nó là 29 cm. Nó nặng là 6,3 kg. Mặt phay nhôm trắng các bác nhé. Đấy, mặt phay nhôm trắng rất là đẹp và sang trọng và cổ điển. Đấy. Cái thức cassette này là sử dụng đa cầu điện các bác nhé, từ 110 cho đến 240V, nên là các dòng xuất cho thị trường châu Âu. Đấy. Nó có chức năng làm dè được luôn các bác ạ. Đấy. Đây có volume đây này. Đấy. Và cái dòng này thì rất ít có trên thị trường các bác nhé. Rất có trên thị trường. Chiếc đầu này thì thu và phát rất là tốt, chất âm của nó rất là hay. Đấy. Ngoại hình đẹp. Và đây thì em quay chi tiết cái phần ngoại hình để cho bác được thấy. Đấy. Đấy. Tem của Nhật đấy ạ. Okay. Sáng bóng luôn. Đấy. Hai đồng hồ vu rất là cổ điển, các nút còn sáng bóng luôn, đẹp. Lúc này thì có một cái cạnh đây có nút nguồn này nó hơi bị cấn nhẹ nhé, không ảnh hưởng gì. Và phía dưới này đây này, dưới này có một cái vết này đặt đường khá là đẹp, rất là mới luôn. Đây các bạn, mặt sau còn sáng bóng luôn này. Đây là đường ra luôn đi, đây là đường vào để chức năng ghi hay làm dè các bác nhé. Còn ốc nó còn sáng choang. Đây ạ, em đang để nguồn điện 224V điện. Đây. Sony TC186SD, điện từ 110V đến 240V. Công suất là 8W, CPU máy của nó là 74647, made in Japan. Đây. Dây nguồn 3 chấu rồi. Và đây là phần nội thất thì em mở ra xem. Nguồn vàng ươm này các bác này. Đấy. Hắt xì còn 7 màu. Đấy. Toàn bộ mạch nó nằm phía dưới này. Đấy. Máy móc thì zin nguyên bản. Thì về thì thường thường là cassette này dây cu gioa là phải thay hết các bác nhé. Thay hết. Thay nó không chạy đâu. Đấy, sắt xì còn sáng choang đấy ạ. Rất là mới. Rồi, và tới đây thì em cũng xin test cái chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho các bác được thưởng thức. Em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, thuộc Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269 ạ. Này, nguồn lên màu vàng không nhé. Rồi, tôi đi. Đấy. Tuần lại để cho tự động nó nhảy rồi. Thank you.
hoàn hỡi quan hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến chặn bước chân tôi trước giờ chia vui. Mấy ai không bồi ngồi kỷ niệm buồn vui mãi khi trong hồn tôi. Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác trên ý rồi. Người thư sinh ấy đã xếp tốt nghiệp xa từ trường yêu, với bao nhiêu bạn bè có về lại nước non vui bình. Nhớ phút lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khói mắt mẹ nhắn đôi lời, diệt thu lập công cho sân tay trai sắt son ghi lòng chữ phai. Chinh chiến xây đắp tương lai, con đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên người khóc trong tim bao giờ dám quên. Bạn ơi khi nào ai hỏi đến bên ghi thử để cho bác được thấy cái chất lượng ở đầu từ ghi của thớt cassette này. Các bác nếu mà ghi thì nhấn Z và play. Đấy, còn các bác muốn làm dè thì các bác nhấn thêm nút stop này, stop pause này, nghe tạm dừng. Đấy. Hiện đèn đỏ này. Này. Sương mù về sáng trên mảnh tình quê.
ai để buồn chất chứa sơn khê. Con nhịp đàn lưu luyến con bướm bê. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang đậm tình thương, nhớ khi mình còn thương trắng đêm xưa, nhớ điều hò tha thiết bao sầu. Nỗi đau thương biết mấy ân tình ta đã trao, ngàn ước muôn cơn mộng thôi dài dầu. Vì đời còn những nhanh sông xa dần thác người, vì người còn những chân miệt mài bỏ hoang, để rồi mình ta âm từng chiều vắng nghe tim mãi mơ màng chuyện hương tan. Mai trên ngàn lối biết đời còn cho ta được ngày vui, ước mong lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thắm bao buồn. Còn tay ấm tay mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gợi thương các bác làm dè, các bác nhấn nút vào này tạm dừng đây, các bác chạy đây. Tiếng đây đầu tiên to nhỏ đây tiếng này bác nhá. Mai rồi em cho phát, sẽ phát lại cái bản ghi nhá. vương nặng bao nỗi
quê nhà hành trang mang đậm tình thương. Nhớ khi mình còn thức trắng đêm xưa, nhớ điều hò tha thiết bao sầu. Mãi xa cách nhau, thương những lúc tươi mình chia nỗi đau. Thương biết mấy ân tình trước đầu này thì hoạt động hoàn hảo quá nhá, tu phát rất là tốt, chất âm cũng rất là hay. Thì giá của chiếc đầu này là 2,8 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc cho các bác khi chuyển đổi tiền. Bên em thì không bán hàng, ship COD, mong các bác thông cảm. Đấy. Số điện thoại của em là 0907 23269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em và xin chào, hẹn các bác ở video sau ạ.